Nếu bạn thích Toyota Land Cruiser nhưng bán tải, hãy chọn Hilux Jam 2024 này. Với 3 tùy chọn hệ truyền động, bao gồm động cơ xăng 2.0L, xăng 2.7L và động cơ diesel 2.4L, Hilux Jam đảm bảo sức mạnh và hiệu suất đa dạng cho người sử dụng. Các động cơ này đều được trang bị hệ dẫn động cầu sau và không có tùy chọn dẫn động 4 bánh. Điều này càng làm tăng tính linh hoạt của xe, phù hợp cho nhiều điều kiện đường xá và môi trường khác nhau. Xin chào các bạn đang xem kênh xe của chúng tôi. Hôm nay chúng ta xem một siêu phẩm, một chiếc xe mới của Toyota. Nó khá thú vị, đa dụng và hài hòa, hiện đại, phù hợp với nhu cầu đơn giản để di chuyển và chở đồ dùng gần nhà bạn hoặc làm nông trại. Toyota vừa ra mắt mẫu xe bán tải mới mang tên Toyota Hilux Jam 2024 tại Thái Lan, chế tạo dựa trên sự sáng tạo từ chiếc SUV nổi tiếng Land Cruiser. Với mức giá dao động từ 459.000 đến 577.000 bạc, tương đương 385.386 triệu đồng, chiếc xe này không chỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế độc đáo và giá trị hấp dẫn mà còn là phiên bản thương mại được rất nhiều người mong đợi từ Toyota IMV không concept. Hilux Jam 2024 giữ vững bản chất và đặc trưng của mô hình concept, đồng thời mang đến sự linh hoạt với 3 tùy chọn động cơ và khả năng tùy biến cao. Ngoại hình của xe đậm chất độc đáo, với lớp ốp nhựa dày lấy ý tưởng từ Land Cruiser, kính chắn gió phẳng và đèn pha halogen hoặc LED tùy chọn. Cản trước, lưới tản nhiệt và bộ vành được sơn màu đen, tạo nên vẻ ngoại thất mạnh mẽ và sang trọng. Điểm độc đáo nằm ở việc Toyota đã tăng cường khả năng tùy biến cho chủ sở hữu bằng cách thêm các lỗ bu lông ở nhiều vị trí khác nhau, cho phép gắn đồ đạc và phụ kiện theo ý muốn. Danh sách hơn 100 nhà sản xuất phụ kiện từ Toyota Motor Thái Lan giúp người dùng tạo nên một chiếc xe cá nhân hóa theo phong cách riêng. Xe được thiết kế với hai phiên bản trục cơ sở, một có chiều dài tổng thể là 4.970mm và chiều dài cơ sở 2.750mm, còn phiên bản trục cơ sở dài thêm 330mm với chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở tăng lên lần lượt là 5.300mm và 3.085mm. Điều này tạo ra sự linh hoạt cho khách hàng khi lựa chọn dựa trên nhu cầu sử dụng. Nội thất của Toyota Hilux Jam đơn giản nhưng tinh tế, với điểm nhấn màu cam tạo điểm nhấn cho chất liệu nhựa màu đen. Mặc dù không có màn hình giải trí, nhưng khoang cabin vẫn đảm bảo tiện nghi với cửa quạt gió, ngăn đựng cốc, ổ cắm điện và các ngăn chứa đồ. Nhìn từ bên ngoài, Hilux Jam trông giống hệt mẫu IMV không concept. Lớp ốp nhựa dày trên mặt xe lấy cảm hứng từ Land Cruiser, kính chắn gió phẳng và đèn pha halogen, đèn LED là tùy chọn. Cản trước, lưới tản nhiệt và bộ vành đều được sơn màu đen. Toyota Hilux Jam phiên bản trục cơ sở ngắn có chiều dài tổng thể 4.970mm, chiều dài cơ sở 2.750mm, khoảng sáng gầm 164mm, biên thể trục cơ sở dài tăng thêm 330mm chiều dài tổng thể và 335mm chiều dài cơ sở, khoảng sáng gầm 180mm. Các kỹ sư của Toyota đã bổ sung thêm các lỗ bu lông ở nhiều vị trí khác nhau cho phép chủ sở hữu tùy chỉnh chiếc xe bằng cách gắn các loại phụ kiện. Toyota Motor Thái Lan đã cung cấp danh sách hơn 100 nhà sản xuất phụ kiện có thể tùy biến Hilux Jam theo mong muốn của khách hàng.
Tất cả các phiên bản của Toyota Hilux Cham tại Thái Lan đều có thiết kế cabin đơn, hai cửa và cabin hai chỗ ngồi. Nội thất cũng cơ bản như bên ngoài với các điểm nhấn màu cam làm cho chất liệu nhựa màu đen dễ nhìn hơn. Đồng thời, mẫu xe bán tải này cũng không có màn hình giải trí. Chưa dừng lại ở đó, khoang cabin không có điều hòa không khí mà chỉ có các cửa quạt gió. Cùng với đó là hai ngăn đựng cốc, ổ cắm điện, cửa sổ điện và một vài ngăn chứa đồ. Toyota Hilux Cham có 3 tùy chọn hệ truyền động gồm xăng 2.0 lít, 1TR, phe, xăng 2.7 lít, 2TR, phe và động cơ diesel 2.4 lít, 2 giáo dục, STV. Tất cả đều chỉ có hệ dẫn động cầu sau và không có tùy chọn dẫn động 4 bánh. Động cơ xăng 2.0 lít cấp nhập cảnh tạo ra công suất 137 mã lực và mô men xoắn 183 nanomet, hộp số sàn 5 cấp. Động cơ xăng 2.7 lít có công suất tối đa 164 mã lực và mô men xoắn cực đại 245 nanomet, hộp số tự động chuyển đổi mô men xoắn 6 cấp. Động cơ turbo din 2.4 lít với công suất 148 mã lực và mô men xoắn 343 nanomet, hộp số sàn 5 cấp, hoặc 400 nanomet, hộp số tự động 6 cấp. Tải trọng tối đa của xe là 1 tấn. Ở thị trường Thái Lan, Toyota Hilux Cham có giá từ 459.000-577.000 bạc, tương đương 305, 36, 383, 86 triệu đồng.